Vâng, xin chào tất cả các anh em, chúng mình em đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Thì như cái tựa đề của video với lại các bạn có thể thấy trên bàn mình đây, thì hiện nay mình đang có một con laptop gaming. Mà trong cái quá trình sử dụng vừa qua đó thì mình cảm giác như là mình phải review cho các bạn cái con máy này, tại vì nó quá tốt thưa các bạn. Nó rất là ngon và cái trải nghiệm của nó cực kỳ là đã. Đó, và tại sao nó lại đã thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào video luôn. Con máy này, cái điểm mạnh của nó cũng như cái điểm mà mình thích nhất sẽ là hiệu năng. Thì mình sẽ lấy cái phần hiệu năng này ra và nói với các bạn đầu tiên luôn. Thật sự so với lại những cái thế hệ trước, khi mà AMD chưa đầu tư vào cái mảng chip di động của mình, thì những con chip trên laptop nó chưa có hiện hữu nhiều như hiện nay. Tuy nhiên là trong 2 năm trở lại đây, AMD đã chính thức gọi là đầu tư hẳn vào mảng chip di động, đầu tư rất mạnh mẽ thưa các bạn. Và cái biểu hiện của nó đó chính là cái con chip AMD Ryzen 7 4800HS trên con máy này. Nói về thông số kỹ thuật thì con chip AMD Ryzen 7 4800HS sẽ có 8 nhân 16 luồng và xung nhịp tối đa có thể tải được là 4.2GHz. Thì khi mà AMD cho ra mắt, họ còn có nói là con chip này nó tiệm cận, nó chỉ thua kém trên dưới so với lại cái con chip đỉnh của đỉnh là i9-9990HK một chút xíu thôi. Cho nên là về CPU xử lý, mình thấy là con máy này có một cái CPU rất là tốt thưa các bạn, CPU của AMD. Tiếp theo sẽ là về card màn hình. Thì với một chiếc laptop gaming thì mình nghĩ là card màn hình là một thứ rất là quan trọng. Thì hiện nay trên con máy này đang được trang bị con GTX 1660 Ti bản Max Q. Thì mình thấy là trên thị trường hiện nay đã có nhiều chiếc máy có con chip này rồi. Mình thì mình không đánh giá cao cái card đồ họa này khi mà đi kèm chung với con chip lắm. Tuy nhiên trong tầm giá 30 triệu thì mình không thể nào đòi hỏi một con chip quá mạnh và một cái card màn hình khủng được. Thì nói về hiệu năng khi mà các bạn sử dụng máy này chơi game thì nó sẽ như những cái máy có GTX 1660 Ti khác thôi. Nhưng mà nó sẽ mạnh hơn về những cái tác vụ cần CPU, cần xử lý nặng, gọi là đa tác vụ á. Thì mình thấy con chip này xử lý rất là tốt đó. Mình thì mình hay bật nhiều tab cùng một lúc nè, RAM đồ này kia, xong rồi mình chạy nhiều ứng dụng, gọi là ứng dụng để làm kế toán đồ này kia đó. Cho nên là mình nghĩ là nó đã cái CPU tốt như vậy thì nó sẽ giúp cho cái máy hoạt động tốt hơn đó. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng mình cũng có sử dụng AI một xíu, Photoshop một chút xíu, thì gọi là nó mượt, nó nhanh lắm các bạn, không có vấn đề gì hết. Và một số yếu tố khác như là RAM, thì RAM các bạn sẽ được trang bị là 16GB và SSD trên máy sẽ là 1TB. Như vậy thì với một cái mức hiệu năng khủng cũng như một cái card đồ họa mạnh như vậy thì tản nhiệt của con máy này như thế nào? Thì thật sự là Asus họ gọi là tăng cường cái khả năng tản nhiệt của con máy này rất là tốt. Trong máy thì sẽ có hai cái quạt tản nhiệt 12V và trong quá trình mình sử dụng mình có chấm điểm thì con máy này nó sẽ hơi nóng ở CPU hơn, tại vì cái phần quạt kia thì nó định hướng, nó được tập trung vào cái phần GPU nhiều hơn, cho nên là CPU nó sẽ hơi nóng. Trong một bài test mình đã test thì cái con CPU nó có thể cao hơn con GPU tới 10 độ lần đó, cho nên đó là một cái điểm gọi là hơi bất cập một xíu. Ngoài ra thì khi mà các bạn bật cái chế độ performance thì nó sẽ gọi là tối ưu hóa cái âm thanh phát ra, tiếng ồn phát ra không lớn. Tuy nhiên là nếu các bạn bật turbo, khi mà các bạn làm những tác vụ siêu nặng, các bạn muốn vắt hết sức tối đa của nó, thì cái chế độ turbo sẽ hơi ồn đó thưa các bạn. Các bạn lưu ý cái vấn đề này đó. Về màn hình thì màn hình của con máy này nó sẽ có tần số quét 144Hz, nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm, những cái tác vụ nó mượt mà hơn. Trong quá trình mà các bạn chơi game thì nó sẽ cho các bạn cái trải nghiệm gaming đã hơn. Với những cái tựa game đỉnh cao mà nó yêu cầu cái cấu hình nó quá khủng thì con máy này sẽ không thể nào phát huy hết gọi là công suất về cái màn hình 144Hz này được. Tuy nhiên là với bản thân mình là một người hay chơi những tựa game nhẹ nhàng như game 3A, những cái game như là FIFA Online 4 hay là Liên Minh, hay là những cái game nhẹ nhàng thôi, thì nó có thể tải lên được 144fps. Và đặc biệt là con máy này nó có một cái là Adaptive Sync, thì nó có thể đồng bộ cả cái FPS trong game lẫn cái tần số quét của màn hình. Thì mình thấy là với những tựa game nào mà nó gọi là có thể đáp ứng được nhu cầu của cái máy này, ví dụ như những tựa game mà nó có thể tải được 144fps đổ lên, thì mình thấy là cái trải nghiệm chơi game của nó rất là đã. Rồi, và ngoài ra thì những cái khác liên quan đến màn hình của con máy này thì cái viền của nó khá là mỏng thưa các bạn. Cái tiếp theo mà mình muốn nói đó là cái chất lượng màn hình thì chúng ta buộc phải đánh đổi thôi. Cái này là cái mà mình hơi thất vọng một xíu. Màu sắc trên con máy này nó sẽ hơi nhợt nhạt một xíu. Ví dụ như là các độ bao phủ màu như sRGB chỉ đạt 65%, Adobe RGB là 48%, hoặc là những cái gọi là độ phủ màu khác thì nó sẽ không cao, nó chỉ ở mức trung bình thôi. Và
Trong cái quá trình mà các bạn sử dụng á, thì các bạn buộc phải đánh đổi lại là các bạn có được một cái trải nghiệm nó mượt mà, nó nhanh và nhìn nó dính cái con mắt của mình. Thì các bạn phải chịu là khó là đánh mất đi một xíu về cái độ đẹp của cái màn hình này. Đó, đó là một xíu đánh đổi mà mình nghĩ là chúng ta nên chấp nhận cái việc này. Rồi, và cái cuối cùng mà mình muốn nói đó là cái phần thiết kế. Thì nhiều bạn nói là cái thiết kế của con máy này nó hơi gọi là lởm một xíu, tại vì ở ngoài này nó sẽ là một lớp nhôm, tuy nhiên là tất cả mọi thứ còn lại đều là nhựa. Thì xin thưa với các bạn là đối với mình á, thì nhựa nhưng mà nó hoàn thiện tốt, nó làm dày, nó cứng cáp, nó chắc chắn thì nó là nhựa xịn. Còn đôi khi là có những máy nó sử dụng nhôm, rồi nhôm nguyên khối nhưng mà nó mỏng, nó yếu và va đập thì nó bị móp, thì mình cũng không thích điều đó lắm. Và với cái build của con máy này thì mình thấy khá là tốt. Bàn phím không bị flex, hai cái màn hình bản lề rất là chắc chắn luôn các bạn. Đó. Về cái phần layout bàn phím thì nó sẽ như những cái con máy khác thôi, là layout nhìn trông khá là gọn gàng. Bốn cái phím điều hướng ở đây thì nó hơi nhỏ một xíu. Ngoài ra thì cái hành trình phím đối với bản thân mình là đánh là tốt, nó vừa đủ 1.4mm. Tuy nhiên là đối với nhiều bạn á, thì các bạn sẽ không thích cái hành trình phím nó nông như vậy, và các bạn nghĩ là sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị mỏi tay. Tuy nhiên là với cái trải nghiệm cá nhân của mình á, thì mình thấy là đánh nó không mỏi tay xíu nào, kể cả việc chơi game cũng như là làm kịch bản. Mình đã sử dụng con máy này để làm kịch bản trong một thời gian rồi, và mình thấy là cái việc làm kịch bản trên con máy này nó cũng rất là mượt mà thôi các bạn. Touchpad mượt nè, bấm rất là tốt, click click nghe rất là đã tai. Ngoài ra bàn phím gõ cũng rất là đã, mà nó còn không bị flex nữa, nó không có như cái con LG Gram. Nó tuy nhiên là con LG Gram thì nó mỏng nhẹ hơn. Về các cổng thiết kế thì con máy này sẽ cho các bạn đủ tất cả các nhu cầu mọi thể loại. Bên trái đây các bạn sẽ có một cái cổng sạc, một cái cổng mạng LAN, một cái HDMI, rồi xong một cái USB A 3.1 và một cái USB-C. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái là cổng tai nghe. Đó, bên tay phải các bạn sẽ có hai cổng, đó là cổng USB A 3.0. Đó, và mình thấy là với cái số lượng cổng như thế này thì nó đã đủ để phục vụ tất cả các nhu cầu của chúng ta rồi. Còn nếu bạn nào mà chúng ta cần những cái cổng gọi là kinh dị hơn thì mình nghĩ là mấy con máy trên thị trường hiện nay nó không có đâu. Những cái cổng như vậy là đã quá đủ rồi. Rồi, và cuối cùng thì sẽ là về pin. Pin là một điểm cộng trên con máy này. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì với một con máy mà nó có sử dụng một cái hiệu năng khủng như vậy á, thì các bạn nghĩ là nó sẽ tốn nhiều pin đúng không? Nhưng mà không, AMD sản xuất cái con chip Ryzen 7 4800HS này trên tiến trình 7 nanomet. Và các bạn phải hiểu là nanomet càng nhỏ thì có nghĩa là mỗi bóng bán dẫn nó sử dụng càng ít điện hơn. Thì đúng là con chip này khỏe hơn thật, nhưng mà điện nó tiêu thụ lại ít hơn. Với một cái cục pin 75Wh này thì các bạn có thể sử dụng 5 đến 6 tiếng hỗn hợp, mình đã dùng rồi. Và nếu mà mình bật turbo, cái chế độ gọi là tản nhiệt turbo lên và mình chơi game nặng thì nó sẽ trụ được tầm 3 tiếng hoặc hơn một xíu. Thì như vậy đối với mình là một laptop gaming thì như vậy là nó đã đủ rồi. Mình không thể đòi hỏi cao hơn được. Rồi, và kết lại thì mình sẽ thích những cái gì trên con máy này và có những gì mình không thích. Thì đầu tiên mình thích đó là về cái hiệu năng con máy. CPU quá mạnh, card đồ họa gọi là vừa đủ dùng trong tầm giá 30 triệu GTX 1660 Ti Max Q, và các bạn có thể chiến mọi loại game trên thị trường hiện nay. Về màn hình thì các bạn sẽ có một cái màn hình có tần số quét cao lên đến 144Hz. Với cái tần số quét cao như vậy thì các bạn có thể gọi là thoải mái chơi game, nó đem lại một cái trải nghiệm rất là đã, và mình thì mình thích điều đó. Thứ ba đó là về cái trải nghiệm trong quá trình sử dụng. Mình đánh phím, mình di chuột, mình gọi là những cái action như thế này nè, nó cũng rất rất là sướng thưa các bạn. Và mình thì mình thích cái việc này. Đối có nhiều cái laptop á, nó mạnh về cấu hình nhưng mà nó mạnh tất cả mọi thứ, nhưng mà về cái trải nghiệm chung của nó thì nó không đã, thì mình không thích. Nhưng mà với con này thì cái trải nghiệm của nó rất là sướng. Đó, còn cái điểm mà mình không thích trên con máy này là gì? Đó là cái màn hình của nó hơi xấu một xíu, màu sắc không được rực rỡ, màu sắc hơi nhạt nhòa. Đó, rồi hành trình phím thì vừa đủ nè. Cái tiếng của nó hơi ồn, cái tiếng quạt tản nhiệt của nó trong quá trình sử dụng nó hơi ồn một tí xíu. Khi mà các bạn bật turbo lên thì đôi khi những người ngồi xung quanh người ta sẽ khó chịu. Đó. Rồi, và như vậy là đã hết rồi. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì các bạn hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện Thoại Vui TV. Còn nếu các bạn có bất kỳ ý kiến gì về cái bài đánh giá này của mình, các bạn đừng quên hãy để lại một cái phần comment ở phía bên dưới để bổ sung cho mình. Mình thì gần đây thì mình mới bắt đầu gọi là đánh giá laptop thôi, cho nên là đôi khi mình sẽ có những cái sai sót. Và nếu các bạn thấy mình sai sót thì các bạn hãy bổ sung cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.